Dạ vâng, xin chào mọi người đến với video tiếp theo của kênh Xuân Muộn TV ngày hôm nay. Kênh Xuân Muộn TV ngày hôm nay tiếp tục giới thiệu làm một cái clip ngắn về tình hình mua bán vải thiều cũng như là về giá cả ở khu vực Lục Ngạn trong ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6 2021, hôm nay là ngày 21 tháng 4 âm lịch. Mọi người đến video của kênh Xuân Muộn TV lần đầu tiên hãy nhớ đăng ký kênh, ấn chuông, like và chia sẻ những cái video của kênh Xuân Muộn TV để Xuân Muộn TV có những động lực làm những cái video tiếp theo để giới thiệu về tình hình mua bán vải thiều ở khu vực Lục Ngạn. Tiến tới nay là sẽ vẫn vải thiều ngọt, hiện tại thì đang vải thiều Lai U Hồng đang bắt đầu được bán. Và bây giờ Xuân Muộn sẽ cập nhật tình hình mua bán vải thiều ở khu vực Lục Ngạn. Lục Ngạn mấy ngày hôm nay thì trời đang rất là nắng, ảnh hưởng khá là nhiều về những cây vải thiều như là vải thiều Thanh Hà nhé. Vải thiều Thanh Hà ở trên cây thì cũng ảnh hưởng nhiều, vườn vải thiều đã bị cháy bởi vì trời nắng quá, vải thiều Thanh Hà nó hay bị cháy vỏ nhé. Vâng, vậy bây giờ Xuân Muộn TV sẽ vào chủ đề chính ngày hôm nay. Video này là giới thiệu về giá cả vải thiều trong buổi sáng hôm nay. Như buổi sáng hôm nay thì giá cả vải thiều dao động cũng rất là sâu, dao động từ 7-8 nghìn cũng có cho đến 25-26 nghìn cũng có. Ở khu vực xã Biên Sơn trong buổi sáng hôm nay thì giá cả dao động cân ở các điểm cân thì cũng giá cũng không được cao nhé, dao động từ 12-13 nghìn có nhé. Đấy là giá chung chung của bà con đi bán về, mình cập nhật được là giá từ 12-13 nghìn ở khu vực Biên Sơn thôi, có điểm cân cao thì cũng chỉ 13-14 thôi. Còn ở khu vực như là Kép Hồng Giang với lại Đồng Cốc với Phì Điền thì có giá thì có lẽ nó cao hơn. Ở khu vực Đồng Cốc thì có giá cũng khá là cao, giá 14-15, với vải thiều Thanh Hà cũng như là vải Lai U Hồng thì cái giá cũng tương tự như nhau, cũng không có gì gọi là chênh lệch hẳn. Vải thiều Thanh Hà thì thời điểm hiện tại thì cũng rất là nhiều bà con cũng bán là rất là nhiều rồi. Thì cũng có những sọt vải thiều Thanh Hà để bán ở khu vực Đồng Cốc thì cũng có giá trên 20.000, 25.000 cũng có, đấy là giá cao nhé. Còn trung bình thì cũng chỉ 15-16.000 thôi. Bà con chúng ta bán rất là nhiều, những sọt vải là 15-16.000 là rất là trung bình, phổ biến. Đó là những sọt vải xô là gọi là giá tầm khoảng 15-16.000. Còn khu vực Kép Hồng Giang thì giá cả cũng tương tự thôi, không có gì gọi là cao hơn cả. Giá cả trung bình thì 13-14.000 vải thiều Thanh Hà, còn vải Lai U Hồng thì cũng có giá, có sọt thì được giá cao hơn, 17-18 nghìn. Đấy là những sọt vải giá cao rồi. Còn trung bình thì cũng 14-15 nghìn ở khu vực Kép Hồng Giang. Còn xuôi xuống nữa thì ở khu vực dưới Kim Phượng Sơn thì có vẻ giá vải thiều thấp hơn so với ở các vùng ở như là các xã Hồng Giang rồi Phì Điền, Giáp Sơn này. Ở khu vực Kim đấy kia thì anh em cập nhật được thì giá vải ở khu vực dưới Kim thì có giá dao động rất là sâu, từ 7-8 nghìn cũng có cho đến 13-14 nghìn, 15-16 nghìn. Đấy là những cái giá vải gần như là cao nhất thì 15-16 nghìn ở khu vực dưới Kim Phượng Sơn. Còn giá thấp thì cũng 7-8 nghìn cũng có nhé. Theo em thông tin cập nhật được thì giá thấp thì cũng 7-8 nghìn thôi, bởi vì cái giá vải thiều nó không có một cái giá nào cụ thể cả, bởi vì mỗi sọt vải của bà con nó sẽ có một khác, mẫu mã khác, rồi quả nó sẽ khác, bởi vì mỗi người một cách chăm sóc khác nhau, nó không đồng đều. Còn như là ở khu vực Lục Ngạn thời điểm hiện tại thì cái vải thiều Thanh Hà thì cũng bắt đầu chín rộ rồi, và thậm chí bây giờ vải thiều ngọt thì một số bà con cũng đem đi bán rồi nhé. Vải thiều ngọt đem đi bán nhưng mà giá nó không cao, giá nó cũng được trên chục nghìn. Cũng thấy mình cập nhật thông tin thì là cũng vải thiều ngọt thì cũng giá cũng trên 10.000, 13-14.000 thì cũng có vải thiều ngọt bán thôi. Nhưng tuy nhiên thì đấy là người ta cân ít thôi, chưa có những cái điểm nào cụ thể là cân vải thiều ngọt cả. Còn một số vườn thì bây giờ cũng bắt đầu quả bắt đầu vàng vàng, có một số vườn thì chăm trước nó đã chín và đang được bán rồi. Đa phần bây giờ chỉ bán vải Lai U Hồng với lại vải thiều Thanh Hà thôi. Thiều Thanh Hà thì bây giờ cũng gần như là chính vụ rồi. Giờ ra ngoài bán thì gặp toàn là vải thiều Thanh Hà nhiều rồi. Thời tiết thì mấy ngày hôm nay thì rất là nắng. Bà con thì đa phần bẻ vải thì toàn rạng sáng mới đi bẻ đi bán nhé. Rạng sáng tầm khoảng 1-2 giờ, 2-3 giờ xong rồi bà con mới bắt đầu dậy đi
Bể đi bán để cho nó quả vải nó mà được tươi. Bởi vì cái vải thiều này thường thường là bán kiểu giống là hàng hoa, mà hàng hoa nó yêu cầu là phải tươi thì bán mới được giá. Bà con mấy năm trở lại đây cũng toàn dậy sớm, từ 2-3 giờ sáng dậy sớm thì 1-2 giờ đấy thì mới đi bể bể đi, xong rồi đến sáng khoảng tầm 5-6 giờ thì được sọt vải thì mới thổi ra chợ bán. Vâng, như vậy quý vị cùng với bà con vừa rồi thì cũng được mình cập nhật những thông tin về giá vải thiều ngày hôm nay. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6, một ngày đầu tháng. Hy vọng rằng sang một tháng mới thì sẽ mọi việc sẽ khởi sắc hơn, dịch bệnh sẽ giảm bớt đi, tạo điều kiện cho bà con mua bán vải. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Và mong rằng mọi người hãy tiếp tục đăng ký kênh và ấn chuông để luôn luôn theo dõi những video clip của kênh Xuân Muộn TV đăng lên, để cập nhật những thông tin hữu ích cho bà con mua bán vải thiều trong thời gian tới. Bởi vì bây giờ bắt đầu đầu vụ thì cũng Xuân Muộn sẽ luôn luôn cập nhật những cái video để đăng lên cho bà con cùng tham khảo về giá cả ở khu vực này và khu vực nọ, để bà con còn biết những chỗ này chỗ kia bán được giá rồi mình trở đến những cái điểm bán được giá cao. Và xin cảm ơn mọi người đã xem video clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại những cái video tiếp theo.